Chào mọi người nha, chào mừng mọi người đến với kênh của Tiện Pin TV. Hôm nay thì được ngày rảnh rỗi, ngày nghỉ thì mình tranh thủ lên vườn thăm vườn một chút mọi người ạ. Cũng khá là lâu rồi, mấy hôm nay mưa suốt nên là mình cũng không lên xem vườn ấy. Thì hôm nay lên xem thì cái cỏ này mình làm cách đây khoảng 2 tuần, 3 tuần. Thì cỏ giờ nó lại mọc lên um tùm rồi mọi người ạ. Đây, khu vườn này thì nói chung là trồng cây cối nó rất là khó lên nhé. Mình trồng cũng mấy năm nay, 3-4 năm nay, năm có cây thì được 4 năm rồi. Đây, những cái cây như hồng xiêm như thế này cũng được 4 năm rồi mọi người ạ. Nhưng mà cái nó lên rất là chậm. Đây, những cái quả hồng xiêm này mọi người. Đây là hồng xiêm xoài nhé mọi người nhé. Quả hồng xiêm xoài này nó rất là ngọt. Nó bị xước một tí gì đây. Ồ, chín rồi mọi người ạ. Đây, chín rồi, chín rồi. Quả này chín rồi. Đó, hôm nay mới lên để vặt được một quả chín này. Nó hơi xước xước ở đây một tí. Đấy, lâu lắm thì mình không lên. Đây này, đây có một quả nữa mọi người ạ. Quả này thì chưa, quả này chưa chín. Có lẽ là quả này nó bị như thế này này, nó mới chín nhanh như thế. Đây này, có một quả to nữa này. Đây, mấy quả nó đang lên. Đây, đây có một quả. Đây là cái cây sung Mỹ. Cái quả sung Mỹ này thực ra là nó ẩm quá mọi người ạ. Nên là bây giờ nó ra như thế này này. Quả nó chưa kịp chín đỏ nhá, nó chín nó nhìn nó như thế này mà nó mềm mềm, có khi có quả nó chín rồi ấy, xong là nó rụng hết. Đây này, nhiều lúc chưa kịp ăn con sâu bọ nó đã ăn trước mình rồi mọi người ạ. Đây là những cây nho thân gỗ này. Đây mình trồng nó, cái cây này là mình, cái đất mình nó không được tốt, nó ẩm quá ấy. Thì nó lên rất là chậm. Nhưng mà cái cây này là nó đủ tuổi, là kể cả nó cây nhỏ như thế này thì nó vẫn có quả nhá mọi người nhá. Kia, hai cây này, ba cây mình trồng ở đây rất là nhiều cây cây nho thân gỗ, mình trồng 5-6 cây cơ. Đây, cái cây này là cây cherry. Cây cherry này thì nó rất là nhiều quả. Đó, đến mùa của nó rất là nhiều quả nhá mọi người nhá. Đây, cây cherry này nó lên rất tốt, cái cây này. Đây một cây nữa này. Đây, còn ở đây là cây bưởi diễn. Đây mọi người có thể thấy là cây bé tí nhưng mà cực là sai quả nhé mọi người nhé. Đây sai quả. Kia là chuối tiêu. Cái cây kia, cái này là cây rau da nhé. Cây rau da quả ngọt. Đấy, mình trồng cũng được hơn 1 năm rồi. Tầm khoảng 1 năm nữa là sẽ, nó lớn lên một tí nữa là 1 năm nữa là sẽ có quả này mọi người ạ. Cái rau da này nó ngọt. Mình nhập giống ở dưới kia lên. Đây toàn bộ ở đây là cũng, cây này cũng là cây bưởi diễn này. Đây. Cây này là cây cherry anh đào. Nhưng mà thực sự mà chia sẻ với mọi người là do vườn mình ấy, đất nó quá ẩm nên là cái cây này nó cũng không lên được. Đó. Đây, cái này là cái ao nhưng mà không giữ được nước nên là bây giờ là hiện tại là trồng cái nếp tan vào. Đấy, nếp tan là để làm cốm đấy mọi người ạ. Đấy, cái bờ ao kia là toàn bộ là cái bưởi da xanh. À, bưởi diễn mọi người ạ. Năm ngoái thì sai quả nhưng mà quả bé, thì năm nay thì nó ít quả hơn nhưng mà được cái là nó quả nó to hơn. Đây, bên bờ này thì mình trồng mấy bụi chuối nhưng mà chủ yếu là để phục vụ Tết thôi, phục vụ cho gia đình thôi. Mấy nữa là mình sẽ cải tạo lại cái vườn này thôi, tại vì nó rất là ẩm.
Đấy, nó giữ nước như thế này cây nó không phát triển được mọi người ạ. Đấy, mọi người thấy này, cái quả bưởi nó vàng khè ra luôn này. Đây là cây ổi ruột hồng, ổi hồng. Đấy mọi người ạ. Đây trồng cái đỗ đây nhá. Cái đỗ này. Đấy. Cái này bưởi diễn này. Quả nó năm nay cũng to đấy chứ, đúng không? Ui, con bọ nó cắn chân mình, đau quá. Đây, ở bên này thì ao mọi người ạ, ao cá. Đấy. Ở trên này thì mình, nhà mình làm cái dàn. Trước là trồng chanh leo, xong là bây giờ là làm cái dàn bầu, dàn mướp. Quả quả bầu này là trồng chủ yếu là mình lấy cái quả nó để làm cái đàn tính tẩu ấy mọi người ạ. Nhưng mà quả nó bé quá nên là không làm được cái đàn. Quả nó phải to hơn mọi người ạ. Đấy, bên bờ bên kia thì trồng toàn bộ là cái cây dâu quả dài. Cây dâu quả dài thì đến mùa của nó thì quả nó rất là sai, rất là ngọt mọi người ạ. Đấy, bên này là quay một chút là để nuôi vịt, nuôi ngan. Đấy, vịt nhà mình thì thả xuống ao đây. Đó. Đây, cây bưởi diễn đây. Đấy, quả bên này thì cũng to hơn. Đấy, mọi người có thể thấy là khu vườn này thì nó rất là ẩm thấp, nước rất là nhiều, là không cải tạo được. Đấy, trước mặt mình có mấy con chim pít, cứ pít pít pít. Nó đến nó ăn đấy, nó tìm ăn đấy. Đấy, đấy. Đấy. Bưởi diễn này mấy nữa là để nó khô lắm mọi người ạ. Đến mùa khô đã thì mình mới cải tạo nó thôi, bây giờ chứ mùa mưa này bây giờ thì đụng vào nó thì cũng khá là mệt đấy. Đây, cái bưởi diễn này không ăn thua đâu mọi người ạ. Những cái quả này chắc phải vặt hết rồi. Một chùm nó mấy quả mà. Cây này mình chưa kịp cho phân nó nên là quả nó rất là bé. Đây là cây táo đỏ. Đó. Mà cái cây, cái này là cây cóc thái của mình trồng ấy, 2 năm nay rồi mà, hơn 2 năm rồi mà chưa có quả luôn. Đấy, có lẽ là mình cũng sẽ phải chặt nó đi thôi mọi người ạ. Không biết là nó ẩm thấp hay nó bị làm sao nữa. Đấy, lá vàng rụng này. Kìa. Nói chung là bưởi diễn thì được cũng vài quả, chủ yếu là mình để ăn Tết thôi mọi người ạ. Đấy, ăn Tết là chính thôi. Đây này mọi người này. Mấy nữa là những cái quả nhỏ nhỏ là mình sẽ vặt đi để nó nuôi những cái quả to. Những quả như thế này thì nó không lớn được nữa đâu mọi người ạ. Chỉ vặt nó đi thôi. Đây. Quả nó như thế này thì chỉ vặt đi thôi mọi người ạ. Không lớn được nữa rồi. Đây. Toàn bộ buổi diễn. Cây này thì năm ngoái thì không có quả nào, thì năm nay thì lại sai quả. Đây mấy cái mít ruột đỏ. Đấy. Đằng này là ruộng mọi người ạ. Cái này là cây ổi găng.
Ổi găng thì quả nó rất là nhiều, rất là ngọt. Nhưng mà mấy hôm mình không lên này mọi người này. Đấy, con bọ nó ăn hết này. Mọi người thấy không? Con bọ nó ăn hết. Ôi trời, cuối giờ chiều mình sẽ lên mình vặt mang về cho bọn trẻ con ăn. Đấy, toàn bộ khu vườn nhà mình này. Cái này cây nho thân gỗ là chắc là cây này là tầm khoảng 1 năm nữa thì mới có quả được. Cây bé thế này thôi mà nó quả, có quả ra đấy mọi người ạ. Nó đủ tuổi là nó sẽ có quả. Nên mọi người thấy này, toàn là nước nó rất là ẩm. Nên là mình muốn trồng cái gì, muốn trồng rau cũng không trồng được. Nên là tạm thời là mình cứ để nguyên đã. Này, cái ổi này mình cũng sẽ chặt đi nó đi thôi. Quả nó hỏng hết rồi mọi người ạ, chua không ăn được. Chỉ có con bọ nó ăn thôi. Và nó ẩm nó thấp mà những cái cây như này cũng lâu năm rồi, 5 6 năm rồi thì nói chung là nó không ổn nữa rồi, hết chất rồi. Cái ổi thì tuổi thọ của nó không cao đâu, nó tầm khoảng 5 năm là hầu như là có thể thay thế rồi, hoặc là có thể là cắt nó đi để chăm sóc cái mầm mới nó lên. Đây, khu vực bên này là ao mọi người ạ. Nãy thì mình ở trong vườn. Đấy, góc bên này ao này. Ao này thì cũng vừa được vét bùn xong. Đấy. Đây, cái dâu quả dài này. Cây nó rất là to. Đó, trồng bờ ao, trồng nhiều cây để giữ cái bờ nó chắc mọi người ạ. Giữ chắc, bờ chắc. Đó. Đây, cây rất là to. Đấy. Ở bên này thì là chuồng gà. Chuồng gà nhà mình. Đây. Đấy, cũng nuôi mấy con gà. Nuôi gà, nuôi vịt, nuôi ngan nhé mọi người nhé. Đấy. Đây là quang cảnh khu trang trại nhà mình ở trên này. Đây, nhà thì ở dưới kia thôi. Đó, cách một tí. Rồi, ok anh em nhá. Giờ video mình xin phép dừng ở đây. Hôm nay thì được ngày nghỉ nên là tranh thủ rảnh rỗi lên vườn quay cho mọi người xem. Đấy, thời gian vừa rồi mưa thì khá là nhiều. Rồi, mình tranh thủ mình quay cho mọi người xem. Rồi, ok mọi người nhé, mình xin phép dừng video đấy nhé. Xin chào mọi người nhé.